Vâng, Nội Thất Tuấn Long xin kính chào quý khách. Hôm nay thì em vừa mới hoàn thiện xong cái khâu mộc một sản phẩm, đó là tủ rượu kính cong. Đơn đặt hàng của gia đình nhà anh Nguyên ở khu vực Bắc Linh. Thì anh cũng đã về trực tiếp tại xưởng để đặt cái mẫu sản phẩm như thế này theo yêu cầu của gia đình nhà mình. Sản phẩm này thì em làm là bình thường là 1m6, 1m8. Nhưng anh đặt cho em bên xưởng bên em là 2m thôi nhá. Hàng đặt thì nó sẽ lâu hơn và mất nhiều thời gian hơn. Do đó mà các bác muốn mua các dòng sản phẩm hàng đặt thì có thể liên hệ trực tiếp qua xưởng em để bên em tạo những cái mẫu mới để phục vụ mọi người. Bây giờ bình thường ra thì những cái dòng sản phẩm theo yêu cầu nó sẽ đắt hơn so với thị trường. Bởi vì là sao? Bởi vì khi mà chúng ta tạo ra một cái khuôn, ví dụ như là cái hoa là tây này bình thường nó chỉ ngắn đến đây thôi. Nhưng mà tạo ra một cái máy mẫu CNC nó dài ra như này, chúng ta lại phải tạo riêng, hay là các cái hoa văn như thế này nó cũng sẽ dài hơn, đúng không ạ? Hay là những cái khung nhớ các thứ, những cái lẹp như thế này. Đấy, đục các thứ này thì chúng ta lại phải tạo ra những cái khuôn mới và nó khác đi, hoặc là những cái cánh. Đấy, tất cả những cái khu vực mà đục chạm rổ là chúng ta phải tạo một cái mẫu CNC mới và đục nó hoàn toàn là to ra. Đấy, nó rất là mất công, mất thời gian cho một cái mẫu mới như này. Thì với các bác nào đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp qua xưởng nhé. Bên em vẫn đang tiếp tục sản xuất các dòng tủ rượu này, đồng hồ cây này. Đấy, để phục vụ mọi người. Các dòng sản phẩm này bên em làm bằng chất liệu là gỗ hương đá của Lam Phi nhá. Cái thông số của anh đặt của bên xưởng bên em rất chỉ là dày dặn, với chiều ngang kích thước dài là 2m mọi nhá. 2m thì ở phần phía trên này nó sẽ là 1m9. Đây, nhìn thấy này, ở đây sẽ là 1m94 rồi nhá. Và phía phần bệ của chúng ta sẽ phần có phần nhô ra nữa. Có phần bệ chúng ta sẽ phần hơi nhô ra, các bạn nhìn thấy này. Đấy. Nó sẽ có phần hơi vát ra. Chúng ta tổng của chúng ta là 2m. Và chiều sâu của chúng ta thì các bác sẽ đo ở phần bệ này là chuẩn nhất này. Phần bệ của chúng ta chiều sâu lên đến là 45 là 48 cm. Và khi mà chúng ta có phần nhô ra ở phía dưới này thì nó sẽ rơi vào hơn 50 cm nhá. Đây. 48 là phần trên, còn phần phía dưới này khi các bác đóng xuống dưới này nó sẽ có phần giống dưới này và phần bè lô ra này, nó rơi vào tầm 50, hơn 50 cm. Đấy, rất chiều sâu, bình thường ra là chỉ 45 thôi. Nhưng dòng sản phẩm càng to thì bên em lại càng phải làm rộng ra để cho nó phù hợp với cái phần thân. Đấy, phần thân thì rộng, cao thì nó sẽ bằng nhau. Ví dụ như cây này thì cao là 2m3 rồi nhá. Phần yếm này bên em cũng làm yếm dày hơn. Đấy, các bạn nhìn thấy này, yếm này yếm dày hơn. Độ dày của nó thì khi mà đục phát đi rồi 3 phân, còn nếu mà chưa đục phát đi các bạn nhìn thấy là 3 phân, 3,5 phân. Đấy, rất chỉ là dày, đúng không? Cái yếm gỗ của nó rất dày. Và hàng bên em là hàng nhận hàng đặt cho gia đình nhà khách hàng thì đảm bảo với các bác hàng là dày dặn, đúng theo tiêu chuẩn, đúng theo chất lượng. Ví dụ như là bình thường ra em nhận những sản phẩm này, đây cánh của nó đây, em làm khung cánh dày 4,5, gần 4,5 phân. Anh yêu cầu gầy 4 phân thôi, nhưng mà bên em làm thì toàn dư ra thôi. Theo yêu cầu khách hàng đặt như thế nào thì bên em làm hầu như là sẽ dư ra, bởi vì nó liên quan đến phần trà lu nữa mà. Đây các bạn nhìn thấy này, 4,2 cm. Đó. Thì trà lưu đi nó cũng chỉ, đây là mộc, nó là họ đã trà lưu đi rất chi là nhiều rồi và rất chi mịn màng rồi. Thì về bên xưởng thì chúng ta chỉ cần đánh dây giáp và phun các thứ là đầy đủ, phun một phun đi thôi. Đây mọi nhìn thấy này, yếm cánh này, đấy em làm nào dư ra 4,1 4,2 cm, bây giờ ra 4 cm đúng không ạ, em làm dư ra. Đấy, theo yêu cầu của gia đình nhà mình làm dư ra để làm sao chúng ta lúc nào cũng thích thừa hơn thiếu, đúng không ạ? Thiếu thì là không thích rồi, nhưng mà thừa ra là thích, thừa ra là ok. Đấy, 4,2 4,3 cm, ok chưa? Rất chi là đẹp luôn, toàn bộ phần khung cánh. Hàng VIP của xưởng bên em đây, tay lắm đó nhá, không cần phải lắp lúm luôn. Em làm cái lỗ ở đây, các bác không phải lắp lắm lắp lúm. Và toàn bộ khung dây chỉ là dây chỉ bằng gỗ này, bác dùng cực kỳ là bền luôn, không cần phải sắt thép inox các thứ này, ván như thứ này rất dày. Các bác gõ vào cái phần ván biết nhá. Các bác mua hàng trên thị trường thì họ cũng chỉ làm những cái phần yên như thế thôi, nhưng mà khi mà chúng ta kiểm tra chất liệu gỗ thì nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Tức là cái kiểu ván, kiểu dáng họa tiết hoa văn thì nó cũng chỉ như thế thôi, nhưng mà cái độ dày của gỗ và độ chắc chắn của sản phẩm thì tùy một từng xưởng họ làm. Xưởng bên em thì cam kết với các bác là hàng khung là khung đóng mộng 100%. Đây các bác nhìn thấy này, toàn bộ của xưởng bên em thì là hàng khung mộng hết này, các bác nhìn thấy này, đúng không ạ? Hàng khung mộng hết này. Đấy. Và toàn bộ không có đinh nhá, em làm mộng hết 100%. Đây, quay cho bác xem ở phần bên này khi chưa phun, các bác nhìn thấy này, đây khung xẻ mộng này, đúng không ạ? Khung xẻ mộng vào, đấy, mộng nhét này, đấy, mộng chìm này, đây, toàn bộ mộng và keo rồi nhá, đây, mộng đây, đấy, toàn bộ mộng hết, em không làm hàng chợ trên thị trường, hàng chợ làm hàng bắn đinh bắn keo thì nó nhanh, nhưng hàng của xưởng bên em thì em cam kết với các bác hàng nó chất lượng và đẹp mắt đây, nhìn thấy toàn bộ keo hết,
cái trà lưu đi hết này, này mọng chìm này. Đấy, tầng sau lưng là 4 cái tấm rất là dày. Đây, rất nặng đấy, 1 này, 2 3 4 tấm này. Đấy, khung này. Khung xương các bác nhìn thấy khung xương rất dày luôn. Khung xương. Đây. Hơn 4 cm. Khung của nó là khung 4. Khung 4 phân các nhá. Khung 4 rất dày luôn. Thì sau khi mà em đã có mọc ở đây rồi thì em sẽ tiến hành chuyển vào khu vực phòng phun ở đây để phun các dòng đồng hồ, tủ rượu để phục vụ mọi người. Hàng bên em thì luôn luôn có sẵn ở tại xưởng nên là mọi người hoàn toàn yên tâm nhé. Chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi cho toàn bộ các dòng sản phẩm đồng hồ cây như đây. Mọi người yêu mến thì có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline trên màn hình là 0963 3970 để bên em tư vấn cũng như là báo giá cho bác từng mẫu hàng đặc. Ok, thì em xin cảm ơn gia đình nhà anh Nguyên. Sau khi hoàn thiện xong thì em sẽ gửi đến cho gia đình nhà mình anh nhé.